Giả thông tin bệnh nhi khó khăn để kêu gọi giúp đỡ. Nhiều tài khoản mạng xã hội gần đây chia sẻ cháu Lê Văn Đạt 28 tháng tuổi bị bố rạch ở lưng, điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, song lãnh đạo bệnh viện thì khẳng định không có bệnh nhi này. Theo thông tin lan truyền trên nhiều diễn đàn hội nhóm mạng xã hội, cháu Đạt ngụ tại Trảng Bom Đồng Nai bị bố là Lê Văn Tuấn 34 tuổi dùng dao rạch trên cơ thể khi anh ta lên cơn tâm thần. Cháu bé điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, nằm phòng 6 khoa phẫu thuật. Bé đã trải qua 2 lần đại phẫu với chi phí hơn 100 triệu đồng. Hiện viện phí hơn 10 triệu đồng mỗi ngày trong khi gia đình đã cạn tiền, cần giúp đỡ. Kèm bài đăng là hình ảnh cháu bé với đường mổ dài ở lưng bụng, thông tin số điện thoại, số tài khoản của một người tên là Hân. Tối 11 tháng 6, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết nhiều ngày qua, phòng công tác xã hội tiếp nhận nhiều cuộc gọi của nhà hảo tâm nhờ kiểm tra thông tin bệnh nhi này. Bệnh viện đã xác minh khẳng định và đây là thông tin hoàn toàn không có thật. Bệnh viện cũng không có khoa tên ngoại phẫu thuật, không tiếp nhận điều trị trường hợp nào dưới trên, cũng như là không có bệnh nhi tên Lê Văn Đạt cần giúp đỡ. Đại diện bệnh viện chia sẻ thêm, thời gian qua bệnh viện nhận được nhiều cuộc gọi nhờ xác minh thông tin đăng tải trên mạng xã hội về các bệnh nhi bệnh nặng, hoàn cảnh thương tâm, song kết quả đều không có thật. Bệnh viện cảnh báo mọi người cần cảnh giác trước các thông tin kêu gọi từ thiện, tìm hiểu kỹ thông tin bệnh nhi trước khi quyết định giúp đỡ bất kỳ trường hợp nào. Người muốn giúp đỡ bệnh nhi khó khăn nên liên hệ phòng công tác xã hội của bệnh viện từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.